Chào cả nhà nha. Nay mình tiếp tục thứ bảy nha cả nhà. Đây đây đây, có hàng có hàng. Bọn em. Đây. Chút đất nha cả nhà. Đây. Quá phê. Con này nó chín hôm qua quá, tung chạy ở đây này. To dễ sợ, con này to nữa nha, to ngon 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 con này. Tiếp tục con cái nha cả nhà. Tụi người lâu quá mình không có gì đặt bẫy nha cả nhà, nay mới đặt. Rồi. Ôi cái này bị con gì. À không bỏ. Cái đi dòng con đập bển. Đây tiếp tục những cái nhà ở đây, những cái nhà này nha. Đây ở đây im lắm nè, đặt trong đó cái đó. Này im lắm đó. Ủa, dính. Có hàng. Wow, chạy qua chạy lại, đây dưới đâu? Đây nha, em này cũng ngon nè. Ngon. Không bự nhưng mà được. Đây. Chỗ này im quá mà cả nhà. Không được. Đây. Con này thì cũng lứa à. Chứ nó to thằng to hung im chứ không vậy là im rồi cả nhà. Nó nãy đi vòng vòng còn mấy kia không dính cả nhà, cái này thì ok lụm, cái kia không có dính. Đây mà mờ sao đó. Này quay mù mờ sao. Ồ, nhìn thấy sướng không? Yeah. Quá sướng luôn. Mọi người thấy hay thì cứ đăng ký kênh nha mọi người. Đăng ký kênh ủng hộ không nha. Thì đăng ký không tốn tiền nha mọi người cả nhà. Đây nó nè. Cho nó nhìn nè. Này này ngon. Ngon vậy là hàng ngon rồi. Ok. Ôi con này đực nha. Đực tơ. Con này chưa bự không? Con này đâu. Này vừa thôi chứ không phải là bự. Rồi. Tạm biệt mọi người clip này luôn nha mọi người. Rồi giờ bắt nó bỏ vô bao đặt lại. Ha, ok. Chào mọi người luôn nha.